Xin chào cả nhà. Chào nhà nha. Chào nhà. Hôm nay anh em mình đang trong khu vườn quan. Hôm nay thử thách là làm đồ hóa trang giống như người gần, ai hóa trang đẹp nhất từ đó được 50k. 50 triệu với 500k không chịu nha. Giờ cho mấy đứa em là thử thách sinh tồn là hóa trang thành người gần nha. Bây giờ cho phân là hai đội đi. Ai? Rồi, Phúc đại gia với Mai Cụ Dĩ. Quân với Đăng Nguyên. Rồi bây giờ mỗi một người đi tìm vật dụng của mình đi. Rồi hóa trang. Let's go. Giờ tôi hóa trang bộ đồ là lá chuối. Người nói là bẩn gì vậy? Đây còn đội bên Đăng Nguyên là hóa trang bằng lá dừa. Đó. Coi đội nào làm trang phục đẹp nhất nha. Chắc chắn là đội mình rồi. Đội nó tủi gì? Bạn không biết chừng đâu. Chắc chắn là đội mình sẽ thắng tại vì mình có cộng dây chuyền siêu bự. Quên nữa, người Nguyên Hải làm gì có cộng dây chuyền đâu ta? Người gần hiện đại. Người gần hiện đại. Người gần giờ biết làm vàng rồi nha. Đây. Đội A này đang chuẩn bị bằng lá dừa. Trời ơi. Đó. Bộ thiết kế này có 102 nha. Chỉ có bên tay mình có thôi. Đây bạn không có đâu. Còn đội bên đây rất bận rộn. Tối ngày lo cầm vàng không à. Đó vậy hết. Đó phe diện đồ. Đây đây, thấy gì chưa? Thấy giống gì chưa? Thấy giống khỉ chưa? Bên đây nè. Ờ, bên đây đang cắt tỉa rất công phu nha cả nhà. Đó. Mình hạnh nhất nha. Tại gia Phúc kìa. Đó. Cộng cái chuyện quá bự. Còn nhà thiết kế bên đây quá trời. Giờ này chưa hoàn thành gì hết trơn. Bên kia ta sắp xong rồi đó nha đội A. Giờ mình phải làm cà lâu mới có kết quả. Rồi nhanh nha, chuẩn bị nha, tốc độ nha. Sắp thành khỉ nè, coi đội bên kia chưa thành gì hết trơn á. Đó, đội bên kia kìa. Đó, muốn thành người chứ nói gì tại. Đó, bên đây thay hết thành khỉ rồi. Quá dữ rồi. Thấy chưa? Thấy chuyện đâu mới ghé. Thấy chưa? Nấu ngược quay thì tao, quay ngược lại tao. Mình đến chạy hả? Kiếm này đi. Bên khâu đây chuẩn bị sắp xong rồi nha cả nhà. Đó, chờ đợi nha. Xong luôn rồi. Kiếm rồi. Rồi, đổ bên đây rồi, sao rồi? Bên đây nó xong. Rồi. Đó. Đây là nhà thiết kế Michael Quân. Bên đây là Michael Dĩ đã thiết kế cho đại gia Phúc. Bên đây là Michael Quân đã thiết kế cho Đào Nguyên. Đó, trong hai trang phục. Bên đây là trang phục gì đây? Người gần cá cu. Đó, ghê chưa? Còn bên đây? Không phải. Người gần hả? Người khí hả? Người khí. Người khí đẹp trai dữ cơ ta. Lại con người. Đó. Trong hai bộ đồ này, bảo các bạn thấy ai đẹp với bạn sẽ bình luận nha. Đây là số 1, đây là số 2. Nhớ bỏ chữ cho mình nha. Mời cả nhà đi về nhà, em cảm ơn nha. Let's go. Giờ mình đi hái trái cây, săn bắt hái lợm nha. Đó, hai người gần đi rồi. Ok, xích giùm lại cái nón. Rồi, thôi. Bây giờ chúng ta đã tới cây dâu. Giờ chúng ta tới cây dâu rồi. Vô hay dâu ăn. Quên khỉ cu lu kia, mày đi quên cây hái giùm tao mấy trái coi. Ôi, dân tộc mày ngu xí. Kìa. Quên xuống đây. Đây, trái đâu? Rừng.
từ thiên nhiên đã đem xuống. Đây cây dâu. Chúng tôi. Đây tụi bay. Cái này chúng tôi đã trồng 300 năm. Đi qua trời gọi, giờ tôi phải xuống. Trời ơi. Đây đây Thủy đứng như cây hái cho. Trời ơi. Leo cây đi. Thủy. Thủy này nhát, không dám leo cây. Thủy này bị biếu Thủy đi leo được. Mở nhà ăn trái nha. Mở nhà ăn đó. Thủy. Mới cho. Nó đã rồi. Ít chua quá. Để lòng giao cho tao ăn coi. Ok, ok. Hút vô, hút vô. Quá ngon. Ngon, ngon, ngon. Sao trái này chỉ có một quả đấy? Ui u. Đen cà rốt, anh đi khi đâu? Về đi, về. Sao sao còn đen nữa? Con khỉ này quá là căng thẳng. Chụp cho tao một miếng nữa. Dài quá to. Đúng rồi. Ngon quá. Ngon quá. Được rồi, con ăn với bộ tập cu cu. Mình cũng ăn với con khỉ á. Đến đây cũng dài rồi. Cả nhà mình xin kết thúc clip tại đây nha. Bye bye.